Hai bạn im lặng ơi, bây giờ mình thả vịt bố vịt mẹ xuống dưới sông thôi. Rồi, xong rồi đẩy đẩy ra xa nào. Rồi, tạm biệt vịt bố vịt mẹ nhá. Đấy, cứu à đón được các bạn vịt con rồi nhá. Bye bye. Các bạn ơi, ở một cánh đồng nhỏ này có một gia đình nhà vịt nhá. Có 6 con vịt con và một vịt bố, một vịt mẹ nhá. Hôm nay vịt bố, vịt mẹ đang chuẩn bị là đi chợ đấy các con ạ. Các con ở nhà nhớ nghe lời anh nhá. Bố với cả mẹ đi mua đồ đây. Các con không được đi đâu chơi linh tinh đâu nhá. Phải ở nhà ngoan đấy. Bố với mẹ đi một tí rồi về đây. Nhớ chưa? Các em ơi, bố mẹ đi chợ rồi. Hay là bây giờ chúng mình ra ngoài chơi một tí rồi, lúc nào bố mẹ về thì chúng mình về trước bố mẹ nhá. Thôi em không đi đâu, về mẹ mắng đấy. Đi đi, không sao, có anh rồi mà. Chúng mình đi chơi một tí rồi về thôi. Ôi, Tết nhất chả mua được cái gì, mệt hết cả người em nhỉ. Đồ lại còn đắt nữa chứ. Ừ, về xem các con của mình thế nào rồi. Ô, các con của mình đâu hết rồi em ơi. Ôi, con đâu rồi? Chết rồi, ui, chết rồi, con mình đi chơi mất rồi. Con ơi, con ơi. Con ở đâu? Vịt con đi chơi hồ này. Qua ôi chú thật là thơ. Con ơi, con ở đâu? Con ở đâu rồi? Ui, chào hai bạn nhỏ đang hát bài gì đấy? Hai bạn nhỏ thấy vịt con nhà tôi đi chơi nên hai bạn hát bài đấy à? Ui, các con của tôi đi chơi rồi, hai bạn nhỏ ơi, bây giờ không biết các con của tôi ở đâu rồi. Hai bạn nhỏ ơi, hai bạn nhỏ bây giờ cùng chúng tôi đi tìm các chú vịt con nhá. Rồi, mình đi tìm vịt mình con đi. Hai bạn im lặng, thấy vịt con rồi à? Đâu đâu? Ui các bạn ơi, vịt con đang nghịch dưới nước kìa. Ôi hai bạn im lặng ơi, xuống đón vịt con lên thôi. Ôi trời ơi, đón vịt con lên thôi. Vịt con mải chơi quá. Rồi, ô có 3 bạn vịt con nhá. Đưa 3 bạn vịt con về với vịt bố mẹ thôi. Đấy, vịt bố mẹ đang đợi đây này. Rồi cho lên lưng của vịt bố mẹ đi. Đấy. Rồi bây giờ mình đi tìm tiếp đi, vẫn còn 3 bạn vịt con nữa đấy. Hai bạn lim lang ơi, bây giờ mình đi tìm tiếp 3 bạn vịt con còn lại đi. Nhìn kỹ xem có vịt ở đâu không. Đâu? Ôi dồi ôi các bạn ơi, đây này, 3 bạn vịt đi leo trèo cây đi này. Ôi trời ơi. Rồi, ôi dồi ôi. Rồi cho vịt con vào thôi. Rồi đủ hết chưa con, đủ hết chưa? Đâu cậu xem nào. Đây cho một bồng bạn vịt sang đây. Rồi đủ hết chưa? Bây giờ chúng mình cho gia đình vịt về với sông nước thôi. Hai bạn lim lạc siêu thế, tìm được vịt con rồi nhá. Hai bạn lim lạc ơi, bây giờ mình thả vịt bố vịt mẹ xuống dưới sông thôi. Rồi, xong rồi đẩy đẩy ra xa nào. Rồi, tạm biệt vịt bố vịt mẹ nhá. Đấy, cứu à đón được các bạn vịt con rồi nhá. Bye bye. Bye. Lim lạc chào tạm biệt vịt bố vịt mẹ nào. Các bạn ơi, video hai bạn lim lạc đi tìm vịt con cho vịt bố mẹ đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nhá. Bạn lạc làm mắt gì đấy. Các bạn, tạm biệt các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của hai bạn lim lạc nhá.